Ai! Phê thật đấy. Bây giờ chạy thử nhé. Chạy vào xe bình thường thông số nhảy luôn anh ạ. Đó, anh quay thẳng vào đây. Đủ hết luôn. Ngon luôn rồi anh ạ. Kể đủ số luôn. Cực kỳ. Kỳ nó ok luôn. Đây là vòng tua tương đối là chuẩn luôn anh ạ. Vòng tua 1.300. Cái này nó khác biệt với cái Trung Quốc ấy, là Trung Quốc khi mà mình đạp ga này đèn nó không tự lên, nhưng con này khi mà đạp ga là đèn nó lên. Anh nhận đường thoáng nhá, làm như nào. Ai! Phê thật đấy. Ai không chơi được. Tiếng kêu đấy hết rồi. Ừ. Đây là mới chạy eco luôn chứ. Có thử với sport không? Đường này không chạy sport. Mấy eco mà như thế, sport thì luôn quăng đít luôn. Thật sự là phê luôn. Thật sự. Mình sẽ đi vòng ra cái chỗ vòng cua kia mình quay lại. Thử mấy cái battle seat luôn à. Đấy. Xem là vòng tua bao nhiêu thì nó sẽ lên. Nếu như một ui, nếu con này mà chạy mà cao tốc ấy thì đúng là không có từ gì. Xấu quá. Tại vì đường này không phải chỗ này nó cái đông. Buổi chiều nó đông và nó mình cũng không thể chạy được. Thử hết được. Lúc mà mình tăng tốc ấy, tiếng bô bắt đầu nó hú lên và cái đèn nó chạy lên. Cũng từ gì để tả cảm xúc. Bây giờ chỗ xe đua mà em.
Năng này nó sản xuất BMW, sản xuất cho xe đua mà, và xe thể thao. Thì anh về chạy cái chỗ đường trên cao ấy, đi cầu Vĩnh Tuy á. Yên tâm đi,